Xin chào quý vị và bà con ngư dân. Khối không khí lạnh tăng cường yếu và lệch nhiều về phía đông, không làm gia tăng gió mạnh trên khu vực biển Đông bao gồm hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Gió thổi với cường độ trung bình, chỉ có khu vực Đông Bắc còn có lúc gió mạnh ở cấp 6. Tuy nhiên, từ đêm 13 sang ngày 14 tháng 3, một vùng nhiễu động từ khu vực miền Trung của Philippines di chuyển vào. Nó sẽ hình thành nên một vùng xoáy thấp trên khu vực phía nam của biển Đông, sau đó di chuyển theo hướng Tây, ảnh hưởng và gây mưa rông. Gió xoáy trên khu vực phía nam của Biển Đông và vùng biển huyện đảo Trường Sa. Tàu thuyền hoạt động tại đây cần lưu ý tới diễn biến tình trạng thời tiết xấu này. Khối không khí lạnh suy yếu và di chuyển lệch nhiều về phía đông nên ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, trong đó có tuyến hải trình từ Hải Phòng ra Bạch Long Vĩ, gió chủ đạo là hướng Đông Bắc đến Đông, thậm chí nhiều thời điểm trong ngày còn lặng gió. Tuy nhiên, sương mù và sương mù nhẹ xuất hiện nên tầm nhìn xa trong khoảng từ 4 đến 7 giờ sáng bị giảm thấp xuống dưới 1 km. Tàu thuyền hoạt động cần hết sức lưu ý. Đối với vùng biển miền Trung, khu vực từ Quảng Nam trở vào đến Bình Thuận, trong đó có tuyến hải trình từ Sa Kỳ ra huyện đảo Lý Sơn, gió lại mang hướng Đông Bắc, nhưng cường độ cũng chỉ ở mức cấp 4 cho đến cấp 5, sóng thấp dưới 2 mét, thời tiết thuận lợi cho việc ra khơi lưu thông trên tuyến hải trình từ Sa Kỳ ra Lý Sơn và ngược lại. Đối với khu vực biển phía đông của Nam Bộ là vùng xảy ra sự cộng dồn của gió Đông Bắc, nên ở đây trong đêm nay và ngày mai duy trì gió hướng Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6. Vùng gió mạnh, sóng cao lại rơi vào đúng tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra Côn Đảo. Sóng biển ở khu vực này vẫn còn cao từ 2 cho đến 3 mét. Còn ở khu vực biển phía tây của Nam Bộ là vùng từ Cà Mau đến Kiên Giang, trong đó có tuyến hải trình từ Rạch Giá đến Phú Quốc. Đêm nay và ngày mai gió yếu, sóng thấp, không có mưa rông, thời tiết tiếp tục ổn định. Tầm nhìn xa thông thoáng và thuận lợi cho các hoạt động hàng hải trên khu vực. Bản tin thời tiết biển hôm nay sẽ khép lại với dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong 3 ngày tới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin thời tiết tiếp theo.